Thầy xin chào tất cả các bạn, chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần chữa đề tiếp theo, đó là phần 2, chữa đề thi thử của môn toán Sở Giáo dục Hà Nội. Như hôm trước thì chúng ta đã chữa từ câu 1 cho đến câu số bao nhiêu? Thầy đã chữa giúp cho các em từ câu 1 cho đến câu số 24. Và bây giờ thầy sẽ nhắc lại một số cái kiến thức mà hôm trước thầy vừa chữa. Đồng thời thầy xin phép được chỉnh sửa lại đáp án của câu số 24 hôm trước là đáp án là B. Được chưa nào? Hôm trước là chắc là đến lúc cuối cùng, thế nên là mình không để ý và cái hướng giải của mình đi là sai. Được chưa nào? Bây giờ các em lưu ý lại giúp thầy và thầy bắt đầu hướng dẫn cho các em. Thầy nhận xét qua một chút, hôm trước đã nhận xét rồi, nhưng hôm nay thầy nhận xét thêm một vài ý nữa. Thì hôm nay sau khi đã ngồi, thầy chính đã ngồi soạn lại cái này là đề thi Sở Giáo dục thành phố Hà Nội, đề thi kiểm tra học sinh học 12 nhé. Các bạn lưu ý nhớ chưa nào? Cái 11 em cũng có thể học luôn cũng được, sao cả. Thì thầy đã ngồi thầy soạn cái bộ hướng dẫn chữa đề thi thử. Đặc biệt là thầy có soạn cái bộ câu hỏi mà có thể trợ giúp được bằng máy tính Casio trong mã đề 157 ấy. Mã đề mà nhiều người chữa ấy, trên mạng ấy. Thì sau khi mà thầy ngồi tính đi tính lại thì thầy phát hiện ra ấy, cái số câu mà có thể trợ giúp được bằng máy tính trong này, tính cả những câu trợ giúp được 100% và có những câu trợ giúp được 50-50 cũng được, thì nói chung là cứ có sự trợ giúp là được, thì thầy đã tính ra được khoảng xấp xỉ là 22 câu. Đây là chắc là nhiều nhất rồi đấy. Còn bình thường cứ tính tròn là 20 đi, thì thầy đã tính ra chính xác là từ 20 khoảng 22 câu. 22 câu. Như vậy là các em đã phát hiện ra điều gì? Như vậy là dưới 25 câu có thể sử dụng máy tính thôi. Có nghĩa là nếu kể cả em có học hết tất cả máy tính cái gì chăng nữa thì em cũng chỉ đủ dưới 5 điểm để đỗ tốt nghiệp. Các em đã nhớ chưa? Như vậy là cái cách tính của bộ khá là hay. Cách tính của những cái người làm đề, người làm đề rất là hay. Đặc biệt đề này có rất nhiều câu đố lắt léo về mặt kiến thức và rất hay đánh lừa để cho chúng ta những câu dễ cũng rất dễ dàng có thể bị nhầm. Đó. Những câu hỏi thầy chữa được đó chính là câu 2, câu 3, 4, 5, 7. Thầy đã soạn rất chi tiết cẩn thận rồi. 8, 9, đúng không? 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 24, này, 26, 27, 28. Được chưa? 33 này, 45, 49, 50. 49, 50 thầy phát hiện ra là vẫn có thể làm bằng máy được. Ồ hay thật, mình sau khi ngồi nghĩ ra thế nào vẫn thấy tính bằng máy được, mặc dù 49, 50. Như vậy là thầy số câu khó là giảm đi hơn so với cái đề của bộ 22 câu. Nói chung là 22 câu. Nên bây giờ cái bạn nào mà muốn ôn cơ bản 5 đến 7 điểm thôi, thì nếu mà em học biết cách mà kết hợp cả tư duy, trong này là phải cả tư duy nhá và máy tính, thì các em sẽ chắc chắn là sẽ tính được khoảng ít nhất phải khoảng 20 câu. Đấy là thầy dự đoán. Và thầy nghĩ rằng là đề thi thật thì cũng chỉ ở tầm này em ạ, chứ cũng không khó hơn được đâu. Đề này khá là hay rồi, chứ không khó hơn được đâu. Nếu mà khó hơn nữa thì chắc là cũng không làm được, không thi được. Đó. Rồi, đây là cái phần hôm chữa trước. Hôm nay thầy xin bắt đầu chữa từ câu số 24. Câu 24. Chúng ta cùng mở lại câu 24. Hôm trước là làm nhầm đấy, chưa đúng. Chúng ta cùng nhìn lại vào câu 24. Mặc dù không biết là có nguồn đáp án chính thức nào chưa, nhưng thôi chúng ta cứ chữa. Trong quá trình chữa, nếu các em có góp ý với thầy thì các em nhớ nhắc thầy, vì nếu mà thầy có lỡ làm sai chỗ nào thì các em nhớ để ý. Được chưa? Trong cái câu mà cái câu số 24 nhé, các em để ý vào. Chúng ta nhớ rằng là đây. Câu 24, dĩ nhiên là thầy đã soạn lời giải rồi. Thế nên là thầy sẽ đỡ phải mất công trình bày, thầy sẽ để cho các em nhìn thấy lời giải luôn.
Chờ đỡ mất công trình bày. Và có những câu thể soạn được lời giải bằng 3 cách, 4 cách, rất nhiều. Nếu bạn nào mà muốn có được cái tài liệu này thì nó nằm trong các cái cuốn đề thi và hướng dẫn của thầy đấy, được chưa? Đây này. Bây giờ nhá, thầy có thể minh họa cho em cái câu số 24. Thì em để ý vào câu 24 hỏi số nghiệm chung của hai phương trình, đó là phương trình 4 cos trừ 3 bằng 0 và phương trình 2 sin cộng 1 bằng 0 có bao nhiêu nghiệm chung trên khoảng từ trừ pi 2 đến 3 pi trên 2. Hôm trước ấy, một trong những lối đi sai lầm đó là cho hai cái này bằng nhau. Thì không được, cho hai cái này bằng nhau thì đấy mới chỉ là phương trình tương giao giữa chúng thôi. Đấy chỉ là phương trình tương giao, nếu như cho hai cái này bằng nhau là sai toét toét rồi. Hai cái này cùng bằng 0 cơ mà. Số nghiệm chung là số nghiệm mà thỏa mãn của cả hai cái này, chứ hai cái này cùng bằng 0, chứ không phải là mỗi hai cái này bằng nhau, như vậy là chưa chặt chẽ. Chính vì thế mà bây giờ nghiệm chung thì chúng ta lại nhớ đến cái việc đó là giải hệ. Vì nghiệm chung của hai phương trình thì bản chất chỉ là cái giải hệ mà thôi, với điều kiện là x thuộc trong khoảng này. Đấy, mình cứ hiểu như thế là được. Như vậy, từ đây, từ quy ra cách giải thì tôi sẽ có như sau. Đây cũng là một cái kiểu câu hỏi mới ra rất hay. Nếu mà cho cái kiểu này thì chết rồi, không bấm được máy tính rồi. Bây giờ biết được là bao nhiêu nghiệm mà bấm, đúng chưa? Không bấm được. Đấy, đây mới đề nó cái sự thâm của đề nó hay ở chỗ này. Nếu cho đáp án ngay thì lại tính ra rồi. Nhưng mà cái sự thâm của cái đề nó nằm ở cái chỗ này. Nó rất là hay. Như vậy, các em có thể để ý vào lời giải của bài này của thầy như sau. Nếu như ta xét số nghiệm chung của hai phương trình này thì công việc của chúng ta bản chất phải là đi giải hệ. Phương pháp 1 của tôi là đi giải hệ. Đây là cách làm của thầy chính, các em nhớ chưa? Đi giải hệ. Mặc dù thầy chưa biết là tham khảo bất cứ một cái nguồn đáp án nào, nhưng các cách làm của thầy sẽ không giống với bất cứ cái cách làm của đáp án nào thì thầy không biết, nhưng mà thầy không làm giống. Thế nên là tôi nghĩ đến việc nghiệm chung là tôi nghĩ đến việc giải hệ. Tôi gọi đây là phương trình 1 thì đây là phương trình 2 với điều kiện là x thuộc từ trừ pi trên 2 đến 3 pi trên 2. Thế từ đây tôi dẫn đến đó là cos bình bằng 3 phần 4 và sin x bằng âm 1 phần 2. À được rồi, nếu em thích bấm hay là gì đấy là quyền của em. Nhưng thầy nghĩ rằng là chắc chắn trong trường hợp này bấm máy tính sẽ hơi khó. Chúng ta cứ nghĩ ra cách giải một cách cẩn thận giúp cho thầy. Được chưa nào? Thì chúng ta sẽ giải được ra đó là đổi cos bình thành 1 trừ sin bình bằng 3 phần 4. Và sin x bằng âm 1 phần 2 với điều kiện như trên, dẫn đến sin bình sẽ bằng 1 phần 4. Sin bình bằng 1 phần 4. Em bấm máy chưa chắc đã nhanh bằng thầy. Đây thầy đang lý giải này thôi. Sin bình sẽ bằng 1 phần 4. Và chỗ này sin x bằng âm 1 phần 2. Rõ ràng điều kiện chung của hai cái này thì chỉ cần giải sin x âm 1 phần 2. Như vậy là thầy ra hai nghiệm luôn rồi. Chứ thầy cũng không cần phải bấm máy tính như em, thầy cũng vẫn ra. Vì ý đồ của đề là tìm ra nghiệm chung. Như vậy từ hai phương trình này thì chúng ta chỉ chọn âm 1 phần 2 là chung thôi. Thế thì thầy sẽ đi giải cái sin x bằng âm 1 phần 2 với điều kiện này. Thì thầy sẽ giải ra hai cái họ nghiệm như các em đã biết. Hai cái họ nghiệm này là nghiệm trừ pi trên 6 cộng k2pi và nghiệm 7pi trên 6 cộng k2pi. Cái này ai biết. Và chúng ta sẽ sử dụng phương pháp chặn khoảng như các em đã biết. Cái cách này là cổ điển này. Chặn khoảng trừ pi trên 6 cộng k2pi chặn vào đây. Thế thì rút ra k được là bằng âm 1 phần 6 đến 5 phần 6. Thế thì trong khoảng này chọn k nguyên thì k chỉ có thể bằng 0. Hay kết quả đóng khung chính là trừ pi trên 6. Lập luận tương tự cho nghiệm còn lại, cho 7pi trên 6, thì cũng chặn được k từ âm 5 phần 6 đến 1 phần 6. Đây là thầy đã giải cẩn thận rồi. Đấy, thì thầy rút ra chắc chắn là k chỉ bằng 0. Và thế nào cũng lại giải ra hai nghiệm là 7pi trên 6. Đóng khung lồng kính lại thì cuối cùng cũng chỉ có hai nghiệm. Rất là nhanh. Thực ra chỉ có khoảng 10 giây, 30 giây thôi. Các cái chỗ này là cái chỗ tư duy nhanh. Chả cần phải trình bày, thầy trình bày cho em cho nó cẩn thận thôi, chứ em tư duy nhanh em cũng suy ra được ngay nghiệm chung. Chứ không phải là chúng ta sẽ đi giải từng phương trình một cũng được, nhưng mà lâu. Phương trình một lại giải ra hai nghiệm, phương trình hai lại giải ra hai nghiệm, coi chừng có những người giải phương trình đầu ra bốn nghiệm là thôi toi luôn. Thế là xét luôn cả bốn cái khoảng này ra rồi bắt đầu mới ngồi đếm nghiệm chung thì sẽ hết giờ ngay lập tức. Như vậy ta phải hiểu được ý đồ ở cái chỗ này, được chưa? Như vậy thầy nghĩ rằng ý hướng của thầy là đúng và thầy đã dẫn ra hai nghiệm. Nhưng đấy chỉ là cách làm theo phương pháp cổ điển. Cái này đã nhanh rồi, nhưng mà đây chỉ làm theo cổ điển thôi là vẫn ra. Dĩ nhiên là bây giờ thầy vẫn bấm được máy tính. Quốc Khánh nghĩ ra thì tất nhiên thầy cũng nghĩ ra được, và thầy còn nghĩ ra trước cơ. Thầy có thể sử dụng Casio cho mốt 7. Thầy nạp bảng thứ nhất là Fx bằng 4 cos bình trừ 3. Thầy nạp bảng Gx là 2 sin x cộng 1. Chỗ này các em tự bấm vì các em biết làm rồi. Thầy để cho start là trừ pi trên 2 và thầy để cho n là 3 pi trên 2. Thầy để step là pi trên 6.
Sau đó thầy tra chỗ nào mà fx và gx bằng 0 thì thầy phát hiện ra thầy cũng dò được hai cái nghiệm này, và hai nghiệm này đúng như hai nghiệm mà thầy đã giải ra. Thầy cũng kết luận được là bài này có hai nghiệm. Đó, các em thấy hay chưa? Nó hay ở chỗ này. Hay. Nhưng mà cái việc em bấm vào như thế này thì cũng tương đương với cái việc em thầy giải thôi, chứ không phải là nhanh hơn đâu, chả nhanh hơn lắm đâu. Nhưng mà nó cũng khá là hay. Nên thầy quyết định làm được. Nhớ em tự dò bảng nhá. Thầy nghĩ rằng các em sẽ làm được. Và nhớ phải để máy ở chế độ radian. Đứa nào không để radian thì đừng có kêu là tại sao máy nó không ra nhá. Thầy đã ghi rõ các bước này rồi. Được chưa? Đây là những cách làm rất là mới và rất là hay, mà thầy cũng chưa thấy ít các nguồn đáp án người ta ghi. Ngoài ra thầy còn thêm một cách nữa. Cách này còn nhanh hơn cả giải bằng tay, mà còn nhanh hơn cả bấm máy tính luôn. Đó chính là phương pháp mới, giống như vật lý đó. Đó là sử dụng đường tròn lượng giác. Cái này thầy chính nghĩ là chúng ta sẽ áp dụng thì nó sẽ hết sức tối ưu. Đó là chúng ta biết là đường tròn này xét từ trừ pi trên 2. Đây là vị trí trừ pi trên 2. Được chưa? Và quay một vòng đến cái vị trí 3 pi trên 2. Thì quay kiểu gì, quay vòng dương, vòng âm thì nó cũng về chỗ này. Em nên nhớ trừ pi trên 2. Nó là chỗ này. Nhưng mà khi em quay đi một vòng thì 3 pi trên 2 là cũng là cái chỗ này. Như vậy có nghĩa là nghiệm đang xét trên một vòng tròn 2 pi. Tại vì trừ pi trên 2 đến 3 pi trên 2 là đúng hơn kém nhau 2 pi thật. Thế thì thầy chỉ cần dò xem cái chỗ nào mà sin là bằng âm 1 phần 2. Khi thầy kẻ được âm 1 phần 2 thì kẻ cắt một phát ra đây phát là thầy đoán được ra ngay hai nghiệm đó, trừ pi trên 6 và 7 pi trên 6. Bạn nào thích đọc là trừ 5 pi trên 6 thì cũng được, chả sao, hai vị trí đều như nhau cả. Đấy, như vậy xét trên cùng một vòng, thầy cũng đọc được hai nghiệm. Như vậy rõ ràng thầy cắt được ra hai nghiệm này mà thầy không cần phải xác định được. Vì đâu có yêu cầu là thầy phải giải ra từng nghiệm. Thầy chỉ cần đếm được ra hai nghiệm là đúng chứ. Đúng không? Rõ ràng làm được cách này của thầy, ra hai nghiệm một cách. Mà cái này chỉ có 5 giây thôi. 5 giây, nhanh hơn cả bấm máy tính. Bấm máy tính vào đây là thua thầy. Được chưa? Thế là xong. Đây là cách sử dụng đường tròn. Hy vọng các em có thể tiếp thu được cái cách mới này. Cách này cách cực kỳ mới. Đây là cách rất hay. Tôi tiếp tục đến với câu khác. Như vậy thầy đã giải quyết xong cho các em câu số 24. Và từ lý do đó thì chúng ta sẽ chọn, đó là, như vậy trong câu 24 thì chúng ta nhớ phải chọn đáp án là 2. Rất nhiều người có khi thầy nghĩ là không khéo là 3 nghiệm hay 4 nghiệm thì thầy nghĩ là chắc là thừa nghiệm đấy. Thừa nghiệm. Tạm thời là thầy làm ra 2 thôi. Đấy, thì đúng là phương pháp làm thì thầy làm ra 2 thôi. Chứ thầy cũng không nghĩ là ra 34 thì sợ, thầy sợ thừa nghiệm đấy. Chúng ta tiếp tục đến với câu số 25. Những câu nào thầy không hướng dẫn bằng máy tính thì thầy sẽ hướng dẫn làm bằng tay. Đối với câu số 25 thì chúng ta đã biết rồi, một mặt cầu cắt mặt phẳng theo một đường tròn. Mặt cầu là quả này. Cắt mặt phẳng thì nó sẽ tạo ra một cái đường tròn gì đấy. Đường tròn này gọi là đường tròn giao tuyến. Đường tròn này có bán kính là căn 8. Đúng không? Bây giờ Y, đây là Y, tâm Y đây. Và dưới này dĩ nhiên đây là mặt phẳng rồi. Mặt phẳng với cái mặt này trùng nhau mà. Mặt phẳng nó cắt vào đây. Đây là Y. Thế thì các em biết rồi, cái đoạn này gọi là D. Khoảng cách từ D cho đến cái mặt phẳng này tôi gọi là D. Và cái đoạn ở giữa này lại bán kính của quả cầu. Rõ ràng công thức tính của chúng ta, bán kính của quả cầu bằng căn bậc 2 của D bình cộng với căn 8 bình. Như các em đã biết. Tính D là phải tính khoảng cách từ Y. D là khoảng cách từ Y cho đến mặt phẳng P. Cái này các em học rồi. Thế thì chúng ta sẽ tính ra là bao nhiêu? Các bạn đã học tính khoảng cách rồi, nên cái chỗ này cũng không có gì để mà thắc mắc nữa. Nào các em thử tính khoảng cách đi. Chúng ta sẽ có khoảng cách, thay điểm Y vào P, ta sẽ có 2 x 1. Được không? Chỉ đối ở trên, căn ở dưới. 2 x 1 là 2. Rồi trừ đi 2. Rồi cộng với âm 2. Tại vì Z là âm 1, âm 2. Rồi cuối cùng là trừ 1. Trên căn bậc 2 của 2 bình cộng âm 1 bình, tức là 1 thôi. Cộng với 2 bình. Thì chúng ta sẽ nhẩm được ra chỗ này là 2 trừ 2 mất. Âm 2, âm 1, âm 3. Chỉ đối âm 3 là bằng 3. Trên căn bậc 2 là 2, 4, 4, 8, 9. Căn 9, 3 nốt. 1. Được chưa? 1.
Sau khi tính được cái này bằng 1 rồi thì thay số cái này vào đây. Thì chúng ta sẽ thu được đó là 1 cộng với 8 căn 9, tức là kết quả bằng 3. Bằng 3 luôn nhé. Như vậy bán kính của quả cầu của tôi đã tìm ra là R bằng 3. Rất là dễ. Pythagore mà, có cái gì đâu, chỗ này vuông Pythagore. Như vậy là tôi tìm được quả cầu bán kính bằng 3 rồi. Thì đít của phương trình mặt cầu phải là R bình. Như vậy đáp án A là sai rồi. Đáp án D cũng sai. Như vậy chúng ta nhẩm phương trình x chữ x0 tất cả bình cộng y chữ y0 tất cả bình, z chữ z0 tất cả bình với x0 y0 z0 là tâm. Vậy x chữ 1 tất cả bình, y chữ 2 tất cả bình, z cộng 1 tất cả bình. Vậy 25 kiểu gì ra đáp án gì? C. C. Nhẩm được ra bán kính nó ra hết. Xong. Đây là phương pháp tiếp xúc cắt nhau. Cắt nhau. Các em lưu ý điều này. Tính khoảng cách ấy mà, đâu có gì khó. Câu này thì phải tính bình thường thôi. Chào gì. Tiếp tục nào. Câu số 26. Câu số 26 thì ta sẽ nhớ công thức cho thầy. Là xong. Câu số 26 chúng ta có len U, lốc lê pe của U. Tất cả đạo hàm thì bằng U phẩy trên U. Cái này bạn nào nhớ công thức thì cực kỳ dễ. U phẩy trên U mà bây giờ cái này phẩy ra thì bằng trừ 2x trên cho 1 trừ x bình. Vậy nên câu 26 đáp án chắc chắn là D. Những câu này thì thầy nghĩ là cũng chả cần phải hướng dẫn bấm máy tính. Nhưng nếu bạn nào thích bấm máy tính thì thầy cũng có thể hướng dẫn cho như thế này. Đây là cách bấm máy tính. Trong tập hướng dẫn của thầy, đấy là chỉ làm những câu đạo hàm khó thôi. Thì đối với cái bài toán này, nếu như len của 1 trừ x bình mà muốn tính y phẩy, thì chúng ta sẽ có quy trình bấm mé của cái chỗ này sẽ là lấy shift d trên dx của cái y này, rồi nhập x bằng x lớn, trừ đáp án, can cho một số, kiểu gì nó ra không là được. Như vậy chúng ta sẽ thử từng đáp án một, thì dụ đáp án A, đạo hàm của đáp án A, thí dụ đây, thầy đã ghi rồi. D trên dx đạo hàm của y, tức là đạo hàm của cái y này, trừ cho đáp án này, thế căn cho 0,8. Ơ nhưng mà cái chỗ này là còn phải biết cho số cơ, không phải em cho linh tinh số nữa được đâu. Em nên nhớ cái bài này đó là điều kiện là 1 trừ x bình phải lớn hơn 0 do điều kiện của loga. Thế đó dẫn đến đó là x phải thuộc trong khoảng từ 1 đến trừ 1, trừ 1 đến 1. Thế bây giờ em mà lại căn cho một cái số mà lại là quá liều. Đấy, đề này nó còn cái câu này nhá, đề cũng rất thâm. Tức là cố tình giới hạn cái số này ở trong trừ 1 đến 1. Bây giờ mai mà cứ nghe lời người ta cứ can 10, can 100, can 1000 thôi. Cả mày cả đời chúng mày không ra đâu. Thế chọn 0,8 đi thì ra đấy. 0,8 thì ra. Nhưng cái này rất nguy hiểm nhá, 0,8 thì ra. 0,8 thì cái nào phải ra 0 thì lấy. Vậy đáp án A thì trừ đi thì nó sẽ ra là -1,66 thì nó loại này. Đáp án B thì ra là -2,22 loại. Đáp án C các bạn cứ ngó vào đi thì trừ ra 8,88 loại. Vậy đáp án D, có mỗi đáp án D sau khi căn xong em bấm thì nó ra là 1,34 10 mũ trừ 12. Theo quy ước 10 mũ rất âm để tính là 0 được tính là đúng. Nhưng các em phải lưu ý cái đáp án D rất dễ bị nhầm với đáp án A. Khi bạn mà cho x bằng 0,5, đáp án D và đáp án A giống y hệt nhau cùng ra 0. Đây là một cái chỗ thâm nữa của đề. Đó là khi thử máy tính nhiều câu cùng ra 0. Đứa nào mà vô phúc mà ăn ở không hiền lành phát chết luôn, cứ ngồi khoanh A tưởng ảo A, để cho A luôn ra 0 luôn, không không rồi, không thử các đáp án khác nữa, thôi toi rồi. Mà nếu phải thử các đáp án khác nữa thì tự nhiên thành lâu, em có thấy không? Đấy là ý thâm đấy, rất thâm luôn. Đấy, thành lâu đến cuối cùng là thôi, mày nhớ luôn công thức hộ thầy cho nó nhanh chóng đi. Chứ cái chỗ ý chỉ gọi là, thầy chỉ gọi là đề phòng 5 điểm cho cái bạn nào mà nó rốt quá thôi. Được chưa? Chúng ta tiếp tục đến với cái câu hỏi số 27. Cho các số thực dương ABXY, AB khắc 1, mệnh đề nào là sai? Thì các em ngó qua các em cũng phát hiện ra ngay. Cũng không phải là khó. Loga cơ số A của một tích, loga một tích thì biến thành tổng hai loga nên câu này đúng. Log B của A, các em nhìn rõ không? Log B của A để nhân cho log A của X thì triệt tiêu cái giữa này đi thành log A của log B của X đúng không? Đúng luôn, công thức dạy thế mà. Log B A rồi lại log AX, A bỏ log BX đúng luôn. Tiếp tục, log của một hiệu một thương thì bằng hiệu hai loga. Cái này đúng luôn, vậy đáp án sai chỉ có thể là D thôi. Tại sao? Log cơ số A của 1 trên x nó không phải là bằng 1 chia cho log cơ số A của x. Vì 1 chia cho log cơ số A của x thì nó bằng 1, nó bằng log x của A chứ nó có liên quan gì đến log A. Hai cái này chả liên quan. Log x của A và log của A 1 trên x nó chả phải của nhau gì cả, nó không phải. Còn bạn nào mà thích sử dụng máy tính nhá thì chúng ta sẽ làm như thế này. Nếu chọn câu sai thì chúng ta chỉ việc lấy vế trái trừ đi vế phải. Nếu em muốn thử đáp án D xem có đúng hay sai không thì em lấy cho thầy cái này, em về trái em trừ đi về phải đi. Sau đó em ấn can cho A em chọn bằng 2.
x em chọn bằng 2 nhé. Em chọn bằng 2. Tại vì a, b, x, y đều dương, nhưng chọn 1 thì hơi nguy hiểm. Cơ số mà đi chọn 1 thì không được. Người ta nói cơ số dương khác 1. Để an toàn thì chọn 2. Thế cái này nó ra khác, nó ra trừ 2, nó khác 0. Cũng có thể loại được ngay, chọn đáp án D cũng được. Còn nhưng mà đấy thì dành cho bạn nào mà chẳng may không thuộc công thức thôi. Chứ mà đi làm cái này thì hết giờ để làm câu khác. Đấy, chính vì thế bạn nào mà bạn ấy không làm được những câu khó thì bạn đến những câu dễ, bạn ấy mới cần phải học thêm để cho làm đến đâu nó chắc đến đấy. Các em hiểu ý đồ của thầy không? Tiếp tục. Câu số 28. Tập nghiệm của cái bất phương trình này. Thì như các em đã biết là giải cái bất phương trình này bằng tay thì nó chả có gì khó lắm. Thế thì cái câu 28 ấy, thì như chúng ta đã biết là bước 1 ấy, là chúng ta phải đặt điều kiện cho cái dấu loga này là dương. Như vậy là x bình phương trừ đi 5x cộng 7 là cái biểu thức cho loga dương. Thứ hai đó là chúng ta rút cái x bình trừ 5x cộng 7 này ra, do cơ số bé hơn 1 đảo chiều lại, ta có lấy từ phải qua trái 1 phần 2 mũ 0 là bằng 1. Được chưa? Nhưng mà giải cái này lâu phết đấy. Lâu. À, bây giờ các em tự bấm và xét dấu, tự giải chỗ này nhá. Thế thì chúng ta có là x bình phương trừ 5x cộng 7 thì nó lại luôn dương. Bạn nào thích thì có thể giải cái chức năng bất phương trình chỗ này. Thầy giới thiệu thêm cho nó chắc. Đây, chúng ta vào, giúp cho thầy, chúng ta vào mode, đi xuống, chọn 1, máy VN, máy Vinacan nhớ, chữ ES là chịu đấy. 1, vào chức năng 1, chọn 1, thì chúng ta sẽ thấy 1, trừ 5, 7, nhanh cái tay lên nhé. Chúng ta sẽ thấy ORED number, OREAN number có nghĩa là với mọi x thuộc R, có nghĩa là cái tập nghiệm của bất phương trình đầu tiên là R, REAN number là với mọi số thực ấy. Tiếp tục ấn AC, đừng ấn ON, ON là ngu đấy, thấy chưa? Chọn 1, trừ 5, và chuyển vế sang bên này 7 trừ 1 còn 6 thôi nhá, nhẩm trong đầu luôn đi. Thì thực ra cái này nhẩm nó cũng ra, thầy cứ hướng dẫn cho nó chắc thôi. Chúng ta sẽ có x bé hơn 2 và x lớn hơn 3. X bé hơn 2 hợp với x lớn hơn 3. Như vậy nhìn là đã biết đáp án. Cái tập này là R thì khỏi cần phải kết hợp nhá. Tập R thì khi mà chọn phần chung thì chính là cái bác này luôn. Việc gì cần phải kết hợp R nữa. Như vậy đáp án nhìn là biết là gì rồi. Chết rồi, nhầm. Lúc nãy chưa đảo chiều của cái bất phương trình này. Bất phương trình này lúc nãy là đang là dương. Cái này giải âm cơ mà chưa rồi suýt bị lừa. Suýt nữa máy tính nó cũng bị lừa theo. Mốt xuống, chọn 1. À vừa đảo lại chiều, quên mất mình vừa làm ngược cái này lại. Bây giờ mình đảo lại đi. Thì có phải là x thuộc từ 2 đến 3 không? Các em quên mất nhá. Hai cái bất phương trình này nó khác nhau. Thầy để quên mất để thầy nạp cùng một lúc. Đáng nhẽ thầy phải nạp cái số 2 thì đúng. Thì thầy sẽ lại có 1 này, trừ 5 này, 6 này. Các em cẩn thận nhá, bị lừa phát chỗ này toi luôn này. Đấy, trừ từ 2 đến 3. Để chọn đáp án A. Cái này thì cũng không khó lắm, các em có thể tự xét dấu bằng tay được, chả có gì khó. Nhưng mà cách ý cũng chưa phải là cách tối ưu nhất. Thôi cách tối ưu nhất là mình sẽ dùng cái phương pháp này mình thử luôn đi. Mình dùng phương pháp này mình nhanh hơn này. Bây giờ mình có loga cơ số 1 phần 2 của cái này lớn không? Cái câu này nó không chống máy tính. Không chống máy tính có nghĩa là mình vẫn bấm được máy. Bây giờ mình nhập cái này vào máy. Mình nhập cái này vào máy thì mình ấn can. Mình can cho 2,5. Mình can cho, tại sao lại phải can 2,5 mà không phải can cái khác? Thì muốn thử đáp án A xem có đúng không thì phải can cho 2,5. Được chưa? Các đáp án này nó không có 2,5 thì can thử cho 2,5. Thì can cho 2,5 thì thấy phát hiện ra là 0,41 là dương này là đúng, thì chọn đáp án A luôn, không cần làm nữa. Được chưa? Đáp án A rất là nhiều nhá, đáp án A. Không cần làm nữa, vì làm gì có đáp án nào nó có 2,5 ở đây nữa. Thế có phải là làm như thế này thì cũng được. Cách này thì cũng 5 giây. Như vậy là vẫn có một số câu để cho chúng ta gọi là nhân đạo đấy, để cho chúng ta bằng máy tính. Tuy nhiên, thầy không cổ vũ làm theo những cái này. Vì thầy đã bảo em rồi, nó chỉ có khoảng dưới 20 câu trở lại thôi, chứ không thể hơn được. Nên đây là một trong những câu mà coi như gọi là biếu điểm đấy, cho điểm. Chúng ta mệnh lệnh là phải làm thật đúng. Làm bằng gì thì làm nhưng phải làm đúng. Rồi, câu số 29. Được chưa? Nếu các em để ý kỹ, mà em để ý kỹ bài giảng của thầy thì em sẽ thấy một bài của thầy sẽ có 3-4 hướng nhìn ra. Và hướng nào cũng sẽ rất nhanh nếu như các em để ý. Tức là một tay có rất nhiều súng. Nếu bạn không bắn được bằng súng nọ, bạn có súng kia. Rất là hay. Các bạn rốt vẫn có thể hiểu được, không có gì khó khăn. Câu số 29 cũng là một câu biếu điểm. Chúng ta sẽ có tọa độ của AB thì ta nhớ phải lấy sau trừ trước. Nên thôi câu này chúng ta tính nhanh luôn. Chúng ta sẽ ra đáp án, đó là đáp án A. Đó là 1 trừ đi 2 là âm 1. Rồi âm 1 thì đừng tính nữa vì có mỗi cái này âm 1 thôi. Các cái này làm gì có cái gì mà âm 1 nữa. Không cần tính nữa cũng biết là A rồi. Thôi không tính nữa. Âm 1 rồi còn cộng 2. Thế là ra 1. Còn 3 trừ 1 là ra 2. Thôi tính một cái thôi, tính lắm làm gì. Cho tứ diện đều, câu 30. Chúng ta bắt đầu để ý vào cái câu 30.
cho một cái hình tứ diện đều. Tứ diện đều tức là đáy là tam giác đều. Và tất cả các cạnh cùng bằng nhau luôn. À, đây là ABCD. Tất cả cạnh bằng nhau hết đi nhá. Tứ diện đều tức là tất cả các cạnh bằng A hết, bằng nhau hết. MN là trung điểm, cái này là trung điểm gặp cạnh đối mà. M là trung điểm của AB, bạn nào mà đọc kỹ sách giáo khoa hình học lớp 11, đây là câu 11. M là trung điểm AB, N là trung điểm CD thì các em đã học rồi. Cái bao giờ ấy người ta dạy rằng là trong cái tứ diện đều đấy nó có hai cái trung điểm, cái đường nối hai cái trung điểm của cái cặp cạnh đối này ấy. Kiểu gì nó cũng vuông góc. Nó có cái gì đó nó vuông góc. Cái đường này nó vuông góc, cũng khéo nó vuông góc cả hai nên cái trung điểm cái cặp cạnh đối ấy, nó rất hay vuông góc, nó hai trung điểm cái cặp cạnh đối này. Được chưa? Bây giờ chúng ta xem mệnh đề nào sau đây là sai thì ta loại trừ từng câu một. Thứ nhất đó là AB vuông góc CD, cái này đúng đấy. AB vuông góc CD, các cặp cạnh đối vuông góc đấy. Cái này em có thể tự chứng minh được, em về mở sách hình học lớp 11 ra thì em sẽ thấy là tứ diện đều này sẽ có hai cặp cạnh đối vuông góc. Theo như lời thầy vừa nói, hai cặp cạnh đối vuông góc. Đây là tính chất, bạn nào mà học ngày xưa chứng minh nhiều rồi bạn ấy nhận ra cái này ngay. Nhìn đã biết là giống như là cái này nó giống như là kiểu như là thanh nan quạt trong chóng ấy. Đây là đường vuông góc chung ấy, ví dụ kiểu như thế. Thì hai cái đường này kiểu gì nó cũng vuông góc với nhau. Đấy, nó kiểu như là thanh nan quạt trong chóng, một đường như thế này còn một đường như thế kia. Như có một cái đường nó nối ấy, bây giờ nó kiểu như mình cứ hiểu như là kiểu trong chóng ấy. Nó vuông góc nhưng mà mặc dù nhiều bạn vào nhìn em chả thấy vuông góc gì cả nhưng mà thôi rất tiếc những bạn ý là không nhìn được hình không gian. Nó khó ở chỗ đó. Thì cố tập mà nhìn chứ. Được chưa? Mình phải tưởng tượng ra chứ. Cái này nó chiếu chiếu, cái này nó xoay xoay, nó bị kiểu kiểu thế. Như vậy câu A là đúng đấy. Nó hỏi câu sai cơ. MN vuông góc AB thì theo thầy vừa mới nói rồi. Thầy đã bảo là cái đường này nó giống cái đường vuông góc chung thì MN kiểu gì nó vuông góc với AB. Ở đâu? Từ từ, chưa chắc. Thầy chưa bảo là cái chỗ này vuông góc đâu nha. Từ từ, phải xem lại thật kỹ đã. À đúng rồi, MN kiểu gì nó cũng vuông góc với AB. Vừa mới nói xong. Được chưa? Thầy vừa nói cái đường này vuông góc đường vuông góc chung rồi. Cái kiểu gì nó cũng vuông góc AB. Chứng minh được thì MN tiếp tục là vuông góc với CD. Thế thì câu B đúng và cái câu C đúng thì chỉ còn câu B, câu D đều đúng thì chỉ có cái câu C là nó sai. Đó là M nó không thể vuông góc BD. Ui, nhìn nó đã thấy nó vuông chỉnh chạy, nó đã thấy nó cắt thế này rồi, không thấy vuông rồi. MN nhìn nó đã thấy nó không vuông rồi, nó đã biết rồi. Như vậy các bạn nhớ cho thầy nhá. Tưởng tượng đến đường vuông góc chung, hình trong gì? Trong chóng, cánh quạt trong chóng nhá, đường vuông góc chung. Cái hình đều này nó hay lắm. Bạn nào mà học thuộc cái này à, đảm bảo là học hồi trước và kỹ học cái này cực dễ. Được chưa? Cố gắng lên. Trong khoảng thời gian mà chữa đề thì nên là chúng ta không thể có thời gian để mà nhắc lại quá nhiều. Thầy chỉ khơi gợi được những cái gì nhanh nhất có thể mà nhớ thôi. Còn nếu mà ôn lại cái gì thì các bạn nhớ là về tự ôn. Nhớ chưa? Câu 31. Cho đáy là hình vuông. Bây giờ mà ngồi nhắc lại mà ngồi gọi là gì ấy nhỉ? Ngồi mà nhắc lại hết là tại sao lại như thế nữa thì khó lắm. SA vuông góc với đáy. SA vuông góc với đáy. Được chưa? Rồi thì ta sẽ có đó. SA, B, C, D. Rồi. Thì em sẽ nhận ra điều gì? Cái này cũng là một cái hình chóp rất hay gặp. Đó là chóp có chiều cao là SA luôn. Đáy vuông. Mệnh đề nào sau đây là sai? Hỏi toán câu sai, không hỏi câu đúng. CD. Đây, CD đây. CD vuông góc với SAD. SAD. Có, vuông thật. Tại sao vuông? CD vuông góc với AD. CD vuông góc SA. Do SA vuông góc cả đáy. Nên kiểu gì CD vuông góc với cả cái nhà này. Vuông quá rồi. Thôi đừng quanh câu A nhé, không lại sai đấy. Nó hỏi câu sai, nó không hỏi câu đúng. Tiếp tục. AC vuông góc với SBD. Nghe có lý, đây là AC này. Đúng là vuông góc với cả SBD thật. Vì AC vuông góc BD, AC vuông góc SA nên vuông góc với SBD. Chỗ này cố gắng mà đâu nhầm AC, đúng là AC vuông góc với SBD, ý thầy là cái này. Cái này cố mà hiểu nhá, cái này thầy nói thế là phải hiểu rồi chứ. Nhưng mà cái này cũng đúng. Nhưng mà BD có vuông góc với SAC không? Ở từ từ. AC để xem lại thật kỹ đã. Câu nào sai? AC vuông góc SBD không? Phải nghe thật kỹ đã. À chết rồi, nhầm. Chưa chết rồi. Mình đang nói dở là BD, mình đang lập luận cho câu C. Ý là câu C. BD là có vuông với SAC. Nhưng nếu hình như chúng ta nhìn kỹ thì AC lại không vuông với SBD, vì phải chỉ ra được ít nhất hai đường trong mặt này vuông góc. Thì AC, cái anh AC ấy, anh ấy chỉ vuông góc với anh BD, mà anh ấy không vuông góc được với anh C ấy. Thì anh AC anh chỉ vuông góc được mỗi anh BD thôi. Hai anh này là anh ấy chịu,
Như vậy rõ ràng câu sai đúng là cái câu B. Cẩn thận, hai câu này nghe có vẻ giống giống nhau mà không hề giống nhau tí nào cả. Các em nhớ chưa? Rồi, em như vậy muốn chứng minh một đường vuông góc một mặt, ta cần phải chỉ ra đường ấy vuông góc ít nhất mấy đường? Hai đường cắt nhau trong mặt ấy nhá, hai đường. Cái đường này có một đường thôi làm sao các em vuông được? Đúng không? Được chưa? Cố gắng lên nhá. Rồi, thế câu này là nhìn đã biết là đáp án B. Chúng ta cố gắng nhìn nhìn tưởng tượng một tí thôi chứ cũng không yêu cầu em tính toán gì đâu. Thầy nghĩ là các em phải nghĩ được chứ. Còn BC vuông góc SAB thì đúng đấy. BC này. BC này. SAB là cái mặt tường bên trái này. Vuông thật, vuông lần thứ nhất này và vuông cái cạnh thứ hai này. Cái kiểu gì chả vuông cả cái mặt này, nhìn đã thấy vuông rồi. Thôi đừng có khoanh câu D nữa. Đây là tính chất căn bản nhất của cái hình chóp của cái góc đáy vuông đấy. Mình cố mà nhớ nhá. Nào tiếp tục nào. Hình này thì không kể có cái cách nào gọi là bấm máy tính được rồi, là phải tư duy tập nhìn nhanh thôi. Câu số 32. Câu số 32 mới là một cái câu nó một cái câu thiết diện mới là cái câu nguy hiểm. Rồi. Bây giờ là chúng ta để ý cái thiết diện này, học sinh lớp 11 này mới sợ này. Rồi ạ. Được chưa? Mà nhiều người sợ chứ. Đáy thì bình hành. Chóp đáy thì bình hành. MA bằng 3 MB, tức là MA và MB cùng chiều đúng không? Như vậy MA bằng 3 lần đoạn MB và MA và MB cùng chiều đúng không? Như vậy là M nằm ở cái chỗ nào? Như vậy M phải nằm về một phía. Nếu M nằm trong AB, đây là A nhá, tức là gọi A đi. B, C, D. MA bằng 3 MB có nghĩa là MA cùng chiều MB và MA bằng 3 lần MB. Như vậy MA bằng 3 lần MB thì có nghĩa là cái đoạn này phải lòi ra ngoài một tí. Tức là bây giờ muốn MA bằng 3 lần MB thì M nó phải lòi ra ngoài một tí. Đây thì MA sẽ đúng bằng gấp 3 lần đoạn MB thật, M lòi ra ngoài. Còn nếu mà M nằm trong thì MA và MB lại là trái giấu nhau đấy. Nằm trong thì MA MB ngược chiều mà. Em chỉ phải nhớ là trường hợp này nó cùng chiều đã nhé. Thì MA bằng 3 lần MB, M lòi ra ngoài. Xong. Bây giờ S nó nằm ở cái chỗ nào? Thì thôi mình cứ lấy đại S ở đâu đấy mình chả biết. Thôi mình cứ lấy đại S ở đây, trường hợp này không nói S ở đâu thì lấy đại S ở đây. Rồi. Xong. Bây giờ cứ tưởng tượng như thế đi. Xong rồi nhá. Thế thì bình hành rồi này, bình hành. Thế bây giờ là vẽ một cái mặt phẳng qua M, qua M là mặt phẳng qua điểm này. Và song song với hai đường, đó là đường SC. Đường SC là đường thứ nhất và đường BD là đường thứ hai. Một phẳng qua M đấy, qua M nhá, song song với SC và BD, đây BD đây. Như vậy là cái mặt phẳng này ít nhất phải có hai cạnh, một cạnh song song với SC và cạnh song song với BD. Thế bây giờ trong cái từ xuất phát từ M, vì mặt phẳng này nó có M mà, nó phải xuất phát từ M đúng không? Thì ta phải kể ít nhất là hai đường đúng không? Đường thứ nhất là song song với BD. Thế thì mình kẻ song song với BD đi. Thì đường này kẻ song song BD. Kẻ song song BD thì chúng ta sẽ có kẻ như thế nào nhỉ? Đây. Bây giờ từ M mình kẻ song song BD thì mình sẽ lên thẳng qua đây luôn. Lên một phát qua đây xong. Cái này liền cũng được. Đây lên đây. Được chưa? Song song BD. Ôi nhưng mà đi vào xây à? Thì chết rồi, không được. Cái này phải vẽ thế này mới là đúng hình. Đây, đúng hình rồi nhá. Không được, tôi vẽ lại hình đã. Cái chỗ này hơi nguy hiểm, tôi phải vẽ lại cho nó chính xác. Bây giờ phải vẽ thước kẻ, chứ nếu không vẽ này nguy hiểm quá. Mình phát hiện ra là không vẽ thước kẻ là vẽ nó cứ lệch hết cả tay. Thế mới biết là làm hình là khó thế đấy. Được chưa? M nằm đây. A, B, C, D. M nằm đây. Nào. Từ M, tôi kẻ một đường nào đó song song với BD, đây BD đây. Cẩn thận nhá. Đây vì nó nói là có hai cạnh song song thì phải từ M cũng phải kẻ song song rồi. Được chưa? Vậy kẻ song song đi. Chắc là không thể qua đây được vội đâu. Vì chỗ này là hai đoạn cơ mà. Đây. Thế này gọi là song song. Thì nó đi vào chính giữa chỗ này luôn. Hình đặc biệt lắm, là hay đi vào đây đó. Đi vào đây luôn. Được chưa? Nó rất là đặc biệt. Thì tiếp tục đi, từ M để kẻ một đường nào đó thì thì chỗ này nó sẽ cắt hai cái chỗ này. Cắt hai chỗ này. Chỗ này A B C D rồi, E F. Được chưa? E F. Thì tiếp tục đi. Bây giờ ta cần phải xác định thiết diện của hình chóp mà khi cắt ở mặt phẳng này theo nó hình gì. Thường ấy thì chắc chắn nó có cắt rồi. Các thiết diện thì thường là rơi vào tam tứ giác hoặc ngũ giác.
Tại vì em nhìn nhé, một mặt phẳng qua M mà cắt song song với BD, tức là đi qua cái cạnh này xong có BD, thì nó chém vào kiểu gì nó cũng phải chém ít nhất ra tứ giác hoặc ngũ giác. Nó cắt vào bốn cái cạnh chỗ này, từ trừ khi cắt chóp tam giác thôi. Cắt chóp tam giác thì nghe trông nó còn có thể tạo ra cái hình tam giác ở trong. Còn nếu mà khi mà nó cắt vào cái chỗ tứ giác thì nó thường nó phải cắt tạo ra tứ giác hoặc ngũ giác. Được chưa? Không, kẻ tiếp đi. Đó, bây giờ kẻ thế nào nữa? Rồi. Thế thì bây giờ nhá, theo tính chất giao tuyến. Theo tính chất giao tuyến thì mặt phẳng này nó sẽ phải cắt tất cả các cái mặt của cái hình chóp. Khi xác định thiết diện thì chúng ta phải xác định được các cái giao tuyến, các cái giao điểm, giao điểm. Bây giờ phải xác định các giao điểm. Khi mặt phẳng này cắt vào tất cả các cái mặt của hình chóp này, như vậy thứ nhất là ta xác định được điểm chung duy nhất của mặt phẳng này là điểm E này, điểm F này, được chưa? Thế bây giờ từ điểm E và từ điểm F này, đấy, hoặc là từ điểm F cũng được, được chưa? Thì mình tiếp tục kẻ một đường song song với SC. Như nó nói là có song song SC mà. Thì từ hai các cái giao điểm phụ này, à giao điểm chính này vừa xác định được ra xong, giao điểm chính này nhá. Thì mình kẻ thêm một đường nữa để cho nó cắt kiểu gì mà nó cắt được tất cả các mặt của cái hình này là được. Như vậy kẻ một phát vào đây, kẻ song song. Được chưa? Kẻ song song vào đây thì nó đấy, mặt phẳng này đi tiếp tục nó lại song song SC rồi đấy. Song song. Cái chỗ này M N E F. Được chưa? P. Xong rồi. Dự E này tiếp tục kẻ song song tiếp lên thì cũng được này. E kẻ tiếp song song lên. Kẻ song song tiếp lên. Được chưa? Rồi. Sau đó chỗ này P đây Q đi. Được chưa? Q. Q rồi này, xong rồi. Sau đó nối các cái giao điểm này lại. Như vậy đó là cắt được mặt này, mặt đáy rồi này, cắt hai mặt bên rồi này. Thì bây giờ nối các cái giao điểm từ M đến Q nối vào. Từ M đến Q này mình phải nối vào vì nó đã tạo thành một mặt mà. Từ M đến Q thì mình nối vào nhé. Đây. Hơi bị trùng đường nhưng thôi không sao. M đến Q mình nối vào. Nối vào này, sau đó nó cắt nốt cái đường SA. Cắt nốt SA tại đây. Rồi, chỗ này nối nốt vào. Cắt nốt SA tại đây. Nó cắt tại đâu? Chỗ này gọi VQ. R. À, rồi R. Sau đó nối nốt R lại với V thì là mình ra thiết diện rồi đấy. Xong. Như vậy xác định được các cái giao điểm này rồi. Sau khi nối được vào xong thì nó tạo thành hình ngôi nhà có mái. Đấy, hình ngôi nhà. Được chưa? Thiết diện này là một cái hình ngũ giác. Hình ngũ giác, cho chọn đáp án D. Được chưa? Rồi. Các em lưu ý nhé, về nhà các em học lại cái việc tìm thiết diện đi. Đầu tiên phải có cái giao tuyến gốc trước. Mặt phẳng này đi qua M này, kẻ một cái giao tuyến gốc này. Sau đó từ đó lại tiếp tục dựng song song lên, nếu như người ta muốn nói là song song với cạnh nào thì dựng song song cạnh đấy lên. Có các cái điểm điểm giao này rồi em phải nối lại để nó tạo thành một cái hình đa giác khép kín mà nó nằm lọt thỏm trong cái hình này. Thì cái hình cắt ý chính là thiết diện. Nhớ nhá, thiết diện. Nối lại là xong. Về nhà phải học lại cái này đi. Và thực ra có nhiều người là đoán nó cũng ra tứ giác với ngũ giác đấy. Trong trường hợp mà không vẽ kịp thì đoán luôn. Thì thường nó rơi vào tứ giác với ngũ giác lắm, nhất là đối với hình chóp tứ giác. Đoán luôn. Câu số 33, hàm nào nghịch biến trên R? Đây toàn các cái hàm loga và hàm mũ, các em đã biết rồi. Hàm loga, hàm mũ thì hàm này loga câu số 3 của x này thì chỗ này hạ xuống là thành 3 lần log x, như vậy là câu số 10. Thì cái này câu số 10. Nào. Cái này là bằng các bản A là bằng 3 lần loga cơ số 10 của x. Mà cơ số 10 thì lại lớn hơn 1. Nên A này là đồng biến, đúng không? Đồng biến. Đúng không? Mà chửa, nói chung là chửa biết là có đồng hay không, nhưng mà tóm lại là 3 này hạ xuống vào đây rồi thì log này là 10 thì đã đồng biến rồi. Đồng biến. Thế còn cái anh loga cơ 3 x hình này, anh này hạ xuống chỗ này. Cơ số 3 anh này đồng biến luôn. 2x hạ sẽ chỉ đối ở đây, anh này chắc cũng đồng biến đấy, khi đồng biến, được chưa? Đồng biến cơ số 3 là đồng biến này. Cái anh này 2 phần 5, bây giờ còn hai anh này thôi. Anh nào nghịch biến? Nghịch biến thì cơ số A phải nhỏ hơn 1. Lớn không nhỏ hơn 1. Như vậy là cái anh 2 phần 5 này, thì đừng khoanh vội nhé, coi chừng bị lừa. Cái anh 2 phần 5 này mũ trừ x cơ, thì chúng ta phải viết thành cho thầy là thành 5 phần 2, vì 2 phần 5 mũ âm 1 thì thành 5 phần 2 mũ x ấy. À, thì lại 5 phần 2 hóa ra nó lại cơ số này lớn 1. Như vậy là cái anh này vẫn đồng biến. À, ta nhớ nhá, phải đưa về đúng dạng, đó là a mũ x hoặc loga cơ số a của x, chứ phải là trừ x đâu nhá. Đây này phải đưa đúng dạng này. Đấy, thế nên là đang lừa trừ x như này.
thì mình phải để 2 phần 5 mũ âm 1. Thế tức là 5 phần 2. Như thế có nghĩa là đáp án còn có D thôi. Tại sao? Nhìn đã biết này, D mũ x rồi nhé. E là khoảng, em biết là E là khoảng 2,7 đúng không? 2,7 chia 4 là kiểu gì nó bén 1, mà bén 1 thì kiểu gì nó nghịch biến. Xong. Ngoài ra, chúng ta có một cách nữa. Nếu mà, đây cũng là một trong những câu mà vẫn có thể sử dụng được máy tính. Thì các bạn có thể thử đồng nghịch biến bằng cách như của thầy. Nếu chúng ta thử đồng nghịch biến bằng cái phương pháp như của thầy thì chúng ta cũng có thể sử dụng máy tính. Nếu như y phải nghịch biến y phải âm, ta sử dụng nút D trên DX, ta thay số vào. Thì ta sẽ bấm hàm này đầu tiên, can đều cho bằng 1 đi cho nó dễ. Tại vì 1 thuộc tập xác định của tất cả 4 cái. Nếu để ý kỹ thì tập xác định đều chứa 1 hết. Trong này nó đều chứa 1 hết. Như vậy là... Ôi sao đáp án lúc nãy lại tứ giác à? Sao đáp án nó chưa được ngũ giác mà sao lại tứ giác? Sao đáp án lại nhiều kiểu thế? Thôi lúc thì đáp án thì tứ giác. Thôi khi nào đợi đáp án chính thức nhá. Trong trường hợp này thì thầy vẫn làm ra là ngũ giác. Nhưng mà tứ giác thì tính sau. Rồi. Nào tôi nhắc lại một lần nữa. Các em nhìn rõ chưa? Các em nhìn rõ chưa? Nhìn rõ rồi nhá. Rồi. Thì bây giờ có thể sử dụng cách này. Nếu tôi lấy D trên DX đạo hàm của cái này. Thì tôi thay tại 1 là tôi ra 1,3. Như dương thì tôi loại. Vì tôi đang cần âm. Cần âm. Như vậy là cái này tôi thử 1 vào đây tôi thấy 2,3 vẫn dương vẫn loạn. Cái này các em bấm đúng này, bấm đúng ngoặc cho thầy nhá. Này ngoặc ở trong nhá. Tôi nhắc lại một lần nữa là ngoặc ở trong. Cái ngoặc tất cả mũ 3 chứ không phải là ngoặc x rồi lại mũ 3 ở ngoài đâu. Nhiều đứa bấm cái ngoặc x mũ ở ngoài nó ra sai kết quả chứ có bảo là tại sao đề nó không ra đáp án đâu nhá. Cái mũ 3 này trở vào trong. Cái này vẫn phải bấm vào trong này, x này ở đây này. À, chứ không phải là x lại bấm một phát ở ngoài vui tính để bình phương ở ngoài nó bấm không ra đâu. Rồi thì thấy phát hiện ra chỉ có mỗi cái này ra âm thôi, là chọn cái này được. Được chưa? Nếu bạn nào không biết bấm thì sử dụng cái này. Thế biết rồi, đúng không? Hiểu chưa nào? Rất là dễ. Tiếp tục, chúng ta đến với cái câu số 34. Câu số 34 cũng là một cái câu rất là hay, thầy phát hiện ra đề cái gì hay. Câu số 34. Thì theo như đề cho thì đây là một cái cấp số cộng. Cấp số cộng có U3 cộng với U thứ 10 gì? 13 bằng 80. Bây giờ tính tổng 15 số hạng đầu của cấp số cộng này. Em hiểu chưa? Thế bây giờ chúng ta lắp dụng hai cái dữ kiện này vào. Thì chúng ta sẽ thu được đó là U3 cộng với U13 bằng 80. Bây giờ tính tổng 15 số hạng đầu là tức là tính S15. Như vậy ta phân tích ra thì ta sẽ có U3 sẽ bằng U1 cộng 2 lần D. Nhà thứ 1 thì cách nhà D chính là khoảng cách giữa hai U trong cấp số cộng mà. Như vậy U1 cách nhà U3 là 2 con D. Còn U13 là cách nhà U1 12 con D bằng 80. Cách tính tổng 15 số hạng thì là lấy số đầu cộng số cuối nhân với số hạng chia 2. Như vậy là U1 cộng U15 nhân 15 chia 2. Rút gọn cái này ra thì chúng ta sẽ được là 2 U1 cộng với 14D bằng 80. Ơ nhưng mà rất vui tính ở cái chỗ là cái chỗ phân tích. Thế nó bảo là ở chỗ đó là bài này cho mỗi một dữ kiện của U1 và D. Mỗi khi là phải cho hai dữ kiện thì chúng ta mới tìm được ra U1 và D, chúng ta mới thay vào đây. Chứ nếu không có U1 và D thì làm sao mà tính được tổng. Nhưng mà trong cái tổng này rất hay nhá. Trong cái tổng này thì chúng ta tính mắt nhận ra thì U1 cộng với U15 thì U1 giữ nguyên. U15 chính là nhà số 1 cách nhau 14 con D cộng lại. Thì chỗ này cộng lại ra lại vừa đủ, đúng là bằng 2 U1 cộng 14D. Đây là một cái ý rất hay của đề. Đúng người nghĩ đề hay thật đấy. Đấy, thì đúng dữ kiện này lại thay vào đây thành 80 luôn. Thế nào ra là 600. Đúng là cái người nghĩ đề, thầy công nhận là những người nghĩ đề hay thật. Chứ nếu không là phải cho hai dữ kiện để giải hệ thì mới tìm ra U1 và D. Đây là kiến thức lớp 11, các em hiểu chưa? Thế thì cái bài này rất là hay đúng không? Ra 600, vậy cho chọn đáp án là D. Được chưa? Chúng ta tiếp tục đến với câu số 35. Ba năm tiếp tục là một câu hình. Các bạn có thấy nó có nhiều hình không? Nào chúng ta đến với một cái bài hình. Nào, chúng ta nhìn rõ chưa? Rồi. Chúng ta tiếp tục đến với cái
bài hình này thì chúng ta thấy rằng đó là dề. Người ta cho một cái hình chóp có đáy là tam giác đều. Câu số 35. Một cái đáy là tam giác đều. Đáy tam giác đều, nhưng mà lại cạnh A lại vuông góc cái đáy rồi, và cạnh bằng nhau. Thì đây cũng là một cái hình không phải là khó. Đây. S A B C đáy đều. SA vuông cái đáy rồi. Thì bây giờ đều cạnh A. Đường thẳng SC tạo với đáy góc 60 độ. Thì bây giờ em phải học cách xác định lại góc giữa SC 60 độ nhé. Thì thầy đã dạy các em rồi. Góc giữa SC và mặt phẳng đáy ABC chính là góc giữa SC. Và hình chiếu vuông góc tương ứng của SC khi chiếu xuống. Khi chiếu xuống thì chúng ta phải chiếu hai điểm S và C. C nằm trên mặt phẳng này rồi nên không cần phải chiếu. Vậy chiếu S vuông góc xuống thì S này rơi vào A. Hay nói một cách ngắn gọn là hình chiếu vuông góc của SC là AC. Chả có gì. AC. Hay nói một cách ngắn gọn là cái góc giữa SC và AC là góc C. À, như vậy là SCA. Và góc này chính là 60 độ. Xác định nhanh góc một tí ra nhé. Hiểu chưa? 60 độ rồi. Đây, 60 độ. Thế thì bây giờ tính thể tích của cái khối này, đúng không? Thế thì chúng ta có tam giác đều để nhớ luôn công thức rồi. Bây giờ chúng ta cần phải nhớ ra SA. Thì chúng ta sẽ có luôn là xét tam giác vuông gì ấy nhỉ? SAC. Thì ta dùng tang nhé. Tang 60 độ. Đối trên kề, đúng không? Đối tức là cái cạnh nào mà nó đập vào mặt cái góc 60 độ này này, đối vào đây này, này chính là SA này. Đối diện đấy, đối trên kề, kề là liền kề này, AC này. Đúng chưa? Thì SA đang cần tính giữ nguyên. AC thì cho cạnh ba cạnh đều bằng A rồi. Tăng 60 độ thì nó bằng căn 3. Hay ta suy ra đó là SA là bằng A căn 3. Sau đó chúng ta tính được ngay V. V bằng 1/3 diện tích đáy nhân chiều cao. 1/3, các em nhớ luôn công thức tính nhanh thì đã dạy đi dạy lại rồi. Diện tích tam giác đều được học thuộc luôn đi. Cạnh A thì diện tích sẽ là A bình căn 3 trên 4, khỏi cần phải chứng minh. A bình căn 3 trên 4 và nhân với chiều cao là SA, vì SA vô cái đáy rồi. Như vậy nó sẽ là bao nhiêu? Nó sẽ nhân với A căn 3. Và kết quả sẽ là bằng A căn 3 nhân căn 3 là 3, mất 3. Như vậy là còn A lập phương trên 4. Như vậy câu này tôi sẽ chọn đáp án là đáp án D. A lập phương trên 4. Cũng không đến mức khó lắm. Được chưa? Câu này là một câu rất căn bản rồi đấy. Học hình mà không biết làm câu này tức là học hình không có tác dụng gì đâu nhá. Nhớ chưa? Câu này câu căn bản rồi. Rồi, bắt đầu. Lại sang đại nào. Nào nhìn thấy chính chữ tiếp. Nào, bây giờ một cái hàm số mà người ta đã đạo hàm sẵn hộ em rồi. Chúng ta có thể nhìn vào câu số 36. Hàm số đã đạo hàm sẵn cho x bình rồi. Người ta đã đạo hàm sẵn cho mình là x bình rồi. Hỏi mệnh đề nào sau đây là đúng. Hàm số thế thì giờ giải y phải bằng 0 nhá, giải bằng 0. Nhưng mà x bình với toy này, đừng giải y phải bằng 0 nữa, chúng ta phải tinh mắt nhận ra là y phải và bằng x bình thì x bình luôn luôn lớn bằng 0 rồi, còn giải gì nữa. Lớn bằng 0 có nghĩa là luôn đồng biến, còn tính cái gì nữa. Cái này luôn đồng biến rồi đấy, luôn đồng biến. Như vậy có nghĩa là bây giờ bài này mà nó nói là đồng biến chứ âm vô cùng không, nguyên nghịch biến không dương vô cùng, nó có nghĩa là người ta đang đánh vào những cái bạn nào mà cố tình xét dấu sai. Khi mà x bình luôn dương rồi thì chỉ có đồng biến thôi. Nhiều bạn đã chuẩn bị đi xét dấu đây cộng đây trừ rồi bị mắc lừa bởi đề hay là cộng trừ gì đó, thế nó phải bị mắc lừa bởi đề đấy. Nhiều bạn lại xét dấu tiếp là sai câu A đấy. Đây là một câu rất là lý thuyết rất hay. A sai. Hàm số đồng biến trên giờ đấy, đúng rồi đấy, đồng biến trên giờ. Vậy câu 36 mình chọn B luôn. Kể cả hàm số này có bằng 0 tại 0 đi chăng nữa thì theo lý thuyết đã dạy rằng là hàm số có y phải luôn dương và có bằng 0 tại một vài điểm hay không thì cũng không, có bằng 0 tại vài điểm thì cũng không sao cả. Miễn sao các số điểm ấy là hữu hạn điểm. Như vậy chúng ta có đáp án là B luôn. Đồng biến trên giờ, đúng không? Chưa, cẩn thận nhá, nó lại dễ sai lắm đấy. Vừa chưa? Tưởng đơn giản thế thôi nhưng mà dễ sai lắm. Đáp án D cũng không đúng đâu nhá, nhiều người sẽ khoanh đáp án D đấy, chuẩn bị lại khoanh đáp án D, tại vì theo kiểu xét dấu đấy, là nhiều người chuẩn bị để làm theo đáp án D đấy, sẽ sai đấy, thấy chưa? Chắc là sắp tới phải có một video số 3 nữa, còn nhiều câu khó lắm, ví dụ như thầy thấy câu 37 với cả câu 41 là những câu cực kỳ khó, chúng ta phải để lại làm sau, nếu bây giờ mà ngồi nghĩ được ra thì đúng này khó lắm, được chưa? 37 với 41 thì rất khó luôn. Giờ làm 38, được chưa? Chúng ta sẽ làm 38 luôn. Nào, chúng ta sẽ làm đến 38. Đây là cũng là một câu tích phân khó này. Cũng đấy, những cái câu này trở đi là thầy sẽ không hướng dẫn được cái máy tính máy tủng gì cả. Cái câu này đã bắt đầu nâng cao hơn rồi. Đây chạm mốc 48 điểm đến nơi rồi, làm sao mà bấm được máy tính.
tùy câu thôi. Đối với câu số 38 thì chúng ta lưu ý là phải biến đổi tích phân này ra. Thứ nhất là hàm lẻ. Hàm lẻ mà lại cho tích phân của trừ x và tích phân của trừ 2x như này. Chúng ta phải rất nguy hiểm, những cái hàm này chúng ta phải đặt đặt u, đặt t ra gì đấy nhé. Thì đúng không? Thì ta sẽ đặt u, đặt t gì đấy thì các em. Thì đầu tiên mình xét tích phân này trước nào. Giờ mình gọi cái tích phân, xét cái tích phân trừ 2 đến 0. F tại trừ x. Dx là bằng 2. Thì công việc của những bài này thường là ta sẽ đặt t là trừ x. Này, trong này là f tại gì thì người ta sẽ đặt t là cái ý. Thì dt là trừ dx. Đổi cận đi thì ta sẽ có là x t trừ 2 đến 0. Thì đổi dấu đi thành 2, 0. Như vậy tích phân này lập tức trở thành tích phân trừ 2, 0 lập tức trở thành 2, 0. 2, 0. F tại trừ x chính là ft, đúng không? Dx thì chuyển dấu trừ sang đây là trừ dt. Trừ dt vào đây. Trừ dt. Được chưa? Và bằng 2. Được chưa? Chúng ta đổi cận cái này đi, các em biết rồi, trừ tích phân 0,2 thì chính là tích phân 2,0. À, ừ, trừ tích phân 2,0 thì tích phân 0,2. Bỏ dấu trừ đi. Như vậy đây chính là tích phân 0,2 của ft dt bằng 2. Mà đổi chữ t thành chữ x thì tích giá trị tích phân không hề thay đổi. Như vậy tích phân 0,2 của fx dx là tính ra bằng 2. Nhưng mà ngó lại vào đề một cái thì đề đang hỏi tích phân 0,4. Như vậy mới tính có một nửa. Thì chắc là còn một đoạn nữa từ 2 đến 4 đấy mà. Kiểu kiểu là thế. Thì đề tiếp tục cho này. Tích phân từ 1 cho đến 2 của f trừ 2x dx là bằng 4. Ta tiếp tục đổi biến đi. Ta lại phải đổi biến. Ta lại đặt t là trừ 2x. Thì dt sẽ bằng trừ 2 lần dx. Đúng không? Thì đổi cận đi. Những cái này nếu bạn nào đã tập làm rồi thì cũng không lạ gì với các em đâu. 1 đến 2 nhân 1 vào đây là trừ 2, đây trừ 4. Thì tích phân này biến thành nó là trừ 2 đến trừ 4. Ft, thay t vào là dx này, dx thì bằng dt trên trừ 2 nhé. Như vậy là trừ 1 phần 2 dt. T bằng 4. Tương đương với. Ôi lộn lộn cái cận này lại đi. Lộn cái cận này lại. Thế thì lộn cái cận này lại và nhân 2 lên đây. Thì lộn cái cận này lại ta sẽ có là trừ 4 đến trừ 2 của ft dt. Như vậy mất dấu trừ. Bây giờ 2 vứt lên đây là 8. Như vậy ta suy ra được tích phân từ trừ 4 cho đến trừ 2 của fx dx cũng được đổi sang biến x đi. Vì đang tính biến x mà. Bằng 8. Ta có kết quả số 2. Mặt khác người ta lại biết được điều gì nữa nhỉ? À quên. Mình có nhầm chỗ nào không nhỉ? Không, mình chả nhầm chỗ nào. Teo. Sau khi có hai cái kết quả này rồi thì làm thế nào để tính được cái tích phân từ 0 đến 4 của fx dx nhỉ? Được chưa? Ơ mà cái chỗ này rất vui, tính nó lại ra trừ 4 đến trừ 2. À. Bây giờ làm thế nào để cho nó ra 4 đến 2? Bây giờ làm thế nào ra 4 đến 2? À thì lúc nãy quên mất là mình lại đặt 2x. Trừ 2x, bây giờ mình phải đặt 2x thôi. Thì nó ra 4 đến 2 ngay. Mình đang cần 2 đến 4 thôi, mình đặt chỗ này 2x thôi. Đặt 2x đi thì đúng. Đặt 2x đi. Thì chỗ này sẽ là cộng 2x này. Đây cộng 2 cộng 4 thì nó đúng đấy. 2, 4 đây này. Như vậy là tích phân đổi thành 2, 4 hộ thầy đi. Thì nó là FT 1 phần 2 đấy. Đây 8, 8, 8, đây 4. Rồi ok. Như vậy đổi cái này hết đi cho nó dễ. Như vậy là đổi thành từ 2 đến 4 thì là xong. Thế cái này sẽ là tích phân từ cộng 2 cho đến cộng 4. Nhân lên đây là 8, 8 đúng rồi. Đây cộng 2, cộng 4. Đây 8, 8 đúng rồi. Quên mất. Tự nhiên mình lại đi, bài này chỉ cần đặt thì chỗ này là f trừ t đúng không? Tại vì khi chúng ta đặt t là 2x thì chỗ này là tính tích phân của trừ 2x thì chỗ này sẽ phải là trừ t. Nhưng mà hàm này cho hàm lẻ rồi.
Hàm lẻ thì đẩy dấu trừ được ra ngoài đúng không? Hàm lẻ mà. Hàm lẻ thì đẩy dấu trừ ra ngoài. Như vậy đẩy ra một cái dấu trừ ra đây. Đẩy dấu trừ ra ngoài. Thế thì cuối cùng là chỗ này là bằng âm 8. Âm 8 nhé, âm 8. Âm 8. Rồi. Hay thật, âm 8. Như vậy phải đặt 2x thì nó mới ra cận 24 được. Ok, 24. Như vậy chúng ta đã tính được rồi. Tích phân từ 0 đến 2 của fx dx là bằng 2. Cộng với tích phân từ 2 đến 4 của fx dx là bằng âm 8. Như vậy rõ ràng tích phân từ 0 cho đến 4 của fx dx chính là bằng hai cái này cộng lại, tức là bằng tích phân 02 cộng tích phân 24 và bằng 2 cộng với âm 8. Kết quả là âm 6. Được chưa? Bình thường thì mọi khi thì thầy nhớ là bài này còn có một cái cách nữa, đó là chọn hàm. Nhưng trường hợp này chọn hơi khó. Mọi khi cho một cái hàm thôi thì chọn thì dễ. Cho hai cái hàm này thì chọn nó hơi khó thật. Công nhận là cho cái câu này cũng thâm phết đấy. Không phải không đâu. Câu này cũng là một câu nghe thâm phết đấy. Được chưa? Tính toán thì các em cẩn thận một tí thì vẫn ra. Nhưng mà chọn hàm trong bài này không ra nhanh được. Nó hơi khó chọn hàm. Được chưa? Chọn hàm thì hơi khó. Được chưa? Âm 6. Âm 6. Được chưa? Chọn hàm. Mỗi khi các cái câu mà hàm chẵn, hàm lẻ thì người ta hay áp dụng cái tính chất gì ấy nhỉ? Hàm chẵn thì có tính chất đó là f tại cộng x bằng f tại trừ gì? Trừ x. Còn hàm lẻ thì f tại trừ x bằng trừ của f gì? Fx. Đấy là tính chất hàm chẵn lẻ. Ngoài ra các tích phân còn có tính chất đó là tích phân từ a đến b của fx bằng tính chất tích phân từ bằng tích phân của fx dx sẽ còn bằng tính chất từ a đến b của f tại a cộng b trừ x. Đây là tính chất của cận đúng không? Tính chất của cận. Người ta toàn dùng những cái tính chất này để làm bài. Nhưng mà trong trường hợp này là nghe chọn hàm hơi khó rồi, được chưa? Không dễ tí nào. Chứ mọi khi là người ta hay dùng cái tính chất này lắm. Nếu các bạn nào đã học nghiên cứu chuyên sâu về những cái phần này, người ta hay dùng những cái tính chất này. Nhưng mà thôi, bạn nào không làm được thì cũng không sao, luyện tập từ từ thì làm cũng vẫn ra. Như vậy chỉ là sự đổi biến và sự liên kết các công thức lại thôi. Câu 39. Câu 39 là một cái câu Newton nhưng mà nhiều số thế. Nhiều số quá. Đây, thì chúng ta có thể ghép thành hai bộ số cũng được. Chúng ta sẽ có 1 cộng x đi là số thứ nhất. Cộng với x bình cộng x mũ 3 là số thứ hai. Tất cả mũ khai triển mũ 10. Khai triển này thì hơi khó hơn thật. Đúng chưa? Nó hơi khó hơn thật. Thì bây giờ em ghép bộ đôi hai cái này vào lại giúp cho thầy. Thì chúng ta sẽ có là coi như đây là số thứ nhất đi, là 1 cộng x. Số thứ hai là 1 là x bình cộng x mũ 3 nhé. Được chưa? Thế thì nào bây giờ dùng khai triển. Thì chúng ta sẽ có khai triển là C sigma K chạy từ 0 cho đến 10. Số thứ nhất là 1 cộng x mũ 10 trừ K. Số thứ hai là x bình cộng x mũ 3 tất cả mũ K. Mà ta lại có cái gì nữa? K bằng 0 đến 10. 1 cộng x mũ 10 trừ K. À, cái chỗ này có nhân tử chung này. Như vậy bây giờ đặt x bình là chung đi. Cái chỗ này có phải là x bình là chung không? Bên trong là x cộng 1 không? Tất cả mũ gì nhỉ? Mũ K đúng không? Thế có nghĩa là đội mũ vào thì x mũ 2K luôn nhé. X mũ 2K nhân với x cộng 1 mũ K. Đúng không? Mũ K. Tiếp tục ta lại có K chạy từ 0 đến 10. Cái này gộp với cái này lại đi. Thì nó trở thành 1 cộng x. 1 cộng lại thì có 10. Nên là x mũ 2K. À, lại phải phân tích tiếp cái này. Cái này lại khai triển con ở trong này nữa. Như vậy tiếp tục khai triển lần nữa. Vậy là hai lần khai triển đấy. Thì chúng ta sẽ có tiếp tục lại có một cái này nữa. Bây giờ là m đi. K, l, m gì đấy tùy mình. K người ta có m, l gì. M chạy được 0 cho đến 10. Số thứ nhất là 1 bỏ qua. Số thứ hai là x mũ K. Đúng không? Thì nhân cho x mũ 2K. Đúng không? Rồi. Đấy, dài chưa? À, 2M, quên mất. Cái này, 2K này của nó giữ nguyên. Cái này là theo biến M thì phải để M nhầm M, M. Theo biến M mà. Mỗi một cái khai triển khác nhau thì nó có cái biến khác nhau. Như vậy tương đương lại có nghĩa là x mũ 2K cộng M. Còn phần hệ số đằng trước là cái gì thì thầy không biết. Nhưng mà sau khi khai triển xong thì nó lại quay về x mũ 2K cộng M. Đây là tìm hệ số của số hạng trừ x mũ 5. Như vậy ta phải đồng nhất cái 2K cộng M này bằng 5. K và M toàn là các số nguyên đẹp thì chúng ta sẽ chọn được ra các cái bộ số đẹp.
Các cái bộ số đẹp thứ nhất đó là 1, K bằng 1 này. Thì cái anh này cũng bằng 1 luôn. Bộ 11 là bộ thỏa mãn thứ nhất. Đúng không? Bộ thứ hai là bộ nào? Đấy đâu 11 đâu nhỉ? Không phải 11 đâu nhỉ? Đâu 11 đâu, không phải. Nhầm nhầm, 21 chứ. 21 là bộ thứ nhất. Bộ thứ hai đó là K chạy từ 0 mà, có thể cho 0 đi. K chạy từ 0 thì cái bác này là 5. Thế còn K chạy từ 1 nữa thôi. K chạy từ 1 thì bác này là 3. Rồi K chạy đến 2 thì dừng được rồi. K chạy vào 3 thì quá liều, không được rồi. Có 3 bộ số thôi. Như vậy có 3 bộ số. Chúng ta còn cái hệ số tổ hợp lúc nãy chưa ghi. Lúc nãy còn C ở đây nhỉ. Còn CK10 nữa, quên mất chữa ghi các cái hệ số tổ hợp là CK10. Thì chỗ này lúc nãy là CK10. Còn hệ số chỗ này đó là CM10. Đấy, các cái hệ số tổ hợp còn mất, quên mất chưa điền vào. Như vậy các bộ số này chúng ta, như vậy là cái phần hệ số này chính là CK10. Và hệ số này là CM10. Ghép lần lượt các bộ này vào, lắp các bộ vào, ta có C210, C110 cộng với C010, C510 cộng gì nữa? Cộng C110 cộng C310. Các bấm máy tính ra thì nó sẽ ra kết quả là 1902. Các em tự bấm nhé, cái này thầy nghĩ các em bấm được. Thì là xong. Thì giờ đây là một câu Newton hơi khó đấy nhá. Các bạn lưu ý học cái phần này cũng phải tinh ý, chỗ này Newton là 2 lần khai triển. Cái chỗ này hiểu ý không? Được chưa? Rồi. Thầy nghĩ là hiểu đấy. Cố gắng một tí nữa hiểu. Như vậy cho các cái bộ số nguyên đẹp thỏa mãn điều này thôi, chắc cũng không có nhiều lắm. Được chưa? Rồi. Vừa rồi là chúng ta chữa sang đến câu số 39 rồi đấy nhá. Rồi các cái câu đằng sau các bạn có thể ngó thấy là cũng hơi khó đấy nhá. Câu 41 này cũng khó này, nâng cao chưa làm được. Những cái câu nâng cao này đáp án còn chưa biết là bao nhiêu, khó quá. 40 thì hai tiếp tuyến thì chúng ta làm được, hai tiếp tuyến thì kẻ được hai tiếp tuyến thì hai trường hợp. Số này khó này. Số giá trị nguyên đấy, những cái câu này rõ ràng những câu này và những cái câu khó nó không xử lý được bằng máy tính đâu, rất khó luôn đấy. Câu hình lại khó. Câu hình lại khó. Nhưng mà chúng ta có thể làm được luôn sang câu 45 trước, chữa những câu dễ trước này. Câu 45 thì lại vẫn làm được. Câu 45 thì chúng ta vẫn làm được mà cũng không nhất. Câu này nó hơi trùng máy tính. Nhưng mà chúng ta làm được. Đây. Thì chúng ta sẽ có câu này chúng ta làm được. Thì chúng ta sẽ có lim của x bình. Thực ra đây chỉ là cái dạng 0 trên 0 mà thôi. X trừ đi 2 mũ 2018. Nó cho số to này để cho chúng ta khỏi bấm máy tính. Bấm nó không ra đâu. Bấm là số to quá, máy nó tràn số không tính được. Thay vào thì đây là dạng 0 trên 0. Thay 2 mũ 2018 vào đây thì đúng là 0 trên 0 bằng nhau tất 0 trên 0. Thực ra đây chỉ là hằng thức thôi, 0 trên 0 hằng thức. X bình trừ cho 2 mũ 2018 tất cả bình. 4 là 2 mũ 2, đẩy mũ 2 ra ngoài. Đấy, chỗ này là x trừ đi 2 mũ 2018. Em có nhận ra đây là hằng thức không? Đây hằng thức đúng không? Thì cái này mất rồi đúng không? Thì cái này chỉ còn có mỗi là x cộng với hằng thức rất quen thuộc, hiệu hai bình phương 2 mũ 2018 thôi. Đúng không? Thì thay hộ thầy x bằng 2 mũ 2018 vào thì có phải là 2 lần 2018 không? Thì cộng 2 vào đây hóa thành 2 mũ 2019. Như vậy là chịu khó một tí làm vẫn ok, chả khó lắm. Đúng dạng 0 trên 0 thì cứ thế mà triệt tiêu nhân tử chung, thế thôi. Ổn không? Quá ổn, mình chả có gì phải bấm cả. Thực ra không phải là thầy không biết cách bấm. Thực ra là chỉ chống được các em chứ cũng chả phải chống được thầy. Nếu như bấm thì em cũng có thể dùng cách như thầy cũng được. Cách này mới rồi nha. Đây. Chúng ta bấm cho thầy x bình trừ đi 4 mũ A. Có coi 2018 lên là A đi. Càng cái gì nguy hiểm, càng cái gì thấy khó thì phải đặt nó là A. Đấy. Thấy cái gì thấy khó, đặt nó là A. Theo như thầy chỉ hướng dẫn đi nhá. Đây thì 2 mũ A đi. Thì sau khi bấm máy tính thì chúng ta học giới hạn rồi, thầy cũng đã dạy rồi. Chúng ta can cho. Đây, x bằng 2 mũ 2018 thì chỉ là 2 mũ A thôi. Đúng không? Cộng với 0,001 theo cách tính tiến gần đến mà, cộng 0,01 em trừ được, quý ạ. Kết quả bấm ra 4 phân tích ra là 2 mũ 2.
2 mũ 2 thì chính là 2 mũ A cộng 1. Thế giờ áp dụng cho A bằng 218 nó ra cái này. Bạn nào để ý cái kiểu thầy rất là hay. Làm được cái này với này này. Hiểu chưa? Như vậy trong loạt đề này rất hay cho số to. Cho số to để gọi nó là A. Xong rồi biến cho nó bé trở lại. Rồi lại biến nó to trở ra. Đấy nó rất là hay. Đúng không? Nói cách này như của thầy này thì rất là hay. Nó tuyển tập cho các kỹ thuật này của thầy. Thế này thầy nghĩ ra đấy. Được chưa? Thầy chính nghĩ ra đấy. Được chưa? Nó rất là hay. Thôi thực ra em tính bằng tay thì nó cũng ra thôi. Đâu đến mức phải đến mức phải có máy tính khó này. Đúng không? Ủa đấy, câu 46 nó cũng còn thấy khó này. Câu 47 cũng hơi khó nhá. Được chưa? Không dễ đâu. À câu 49, 50 thì lại làm được. Câu 49, 50 tưởng chừng thầy cứ tưởng câu cuối cùng nó khó quá. Nhưng hóa ra hay câu cuối cùng thì nó lại vẫn dễ, vẫn làm được. Nó vẫn nằm trong tuyển tập 22 câu, vẫn có thể bấm được. Bây giờ các bạn thử nhìn vào cái câu số, thầy chữa nhanh nốt câu 49, 50. Còn các câu còn lại mà khó chúng ta tiếp tục chữa sang video số 3. Nào, bây giờ mình nhìn vào câu số 49 cho thầy. Câu 49 thì người ta cho là gì? Cho hai điểm AB và tìm điểm M trên mặt phẳng OXY. Một điểm thuộc trên mặt phẳng OXY thì Z bằng 0 đấy. Và điểm này thỏa mãn sao cho MA bình, độ lớn của MA đấy, MA bình này trừ đi 2 lần MB bình là lớn nhất. Thế thì bài này tạm thời là chưa tìm ra được cách giải lý tưởng nhất thì chúng ta phải dùng pháp thay thử thôi. Chúng ta phải dùng pháp thay thử thôi. Đấy thì theo như đề ở đây thì chúng ta phải sử dụng pháp thay thử. Thì chúng ta sẽ có là M thuộc M OXY thì M sẽ phải có kiểu tọa độ là XY0. Tính MA ra, MA bình lên ấy. MA bình thì mất căn rồi, như vậy còn sau trừ trước bình thôi, em sẽ tính ra đó là lấy cái này trừ đi cái này tất cả bình. Đấy, trừ đi bình à, ra cái này. MB bình thế thôi, là kia B trừ M tất cả bình ra cái này. Bỏ căn luôn. Bây giờ tính MA bình trừ đi 2 lần MB bình thì chính là cái này. Trừ đi 2 lần cái này. Đấy, thì em tính ra như thế này. Sau khi tính ra như thế này xong thì cách thứ nhất là các em có thể rút gọn các cái này ra rồi tính bằng phương pháp hình học. Cái này có cả phương pháp hình học đấy nhé, thì gợi ý luôn, nhưng phương pháp hình học hơi lằng nhằng khó hiểu lắm. Thì đây thì chúng ta đang dùng pháp đại số. Pháp đại số là rút gọn ra, sau đó thay các cái giá trị này vào. Hiểu không? Pháp đại số là cái phương pháp là sử dụng min max ấy. Thì chúng ta có thể bấm máy tính, nhưng mà bấm máy tính chỉ hữu hạn cho một ẩn thôi. Một ẩn cùng lắm hai ẩn, đây chơi ba hai ẩn thì mình phải cô lập kiểu gì về một ẩn rồi mới bấm max min được. Đấy là cái cách bấm máy tính để dành cho đại số. Ngoài ra có thể thay thử. Thay thử bốn cái điểm này vào. Thì nó bảo là cái nào ra lớn nhất thì mình cứ thay ghi Z các cái tọa độ điểm này vào đây. Thì cái nào ra lớn nhất thì các em bấm cái này ra nhá, các em tự bấm được. Em ấn can cho thầy thử 4 điểm từ M1 trên M4. Em sẽ thấy là A là ra 3 là ra mắc nhất. Đấy, nhưng bài này hơi ăn may thôi nhá. Còn bài này về mặt lý tưởng là phải sử dụng hình học hoặc là gì đó cơ, thầy nghĩ là hình học. Chứ sử dụng đại số trong trường hợp này gọi là hơi ăn may. Hình học nó phải dùng đúng bản chất hình học. Được chưa? Nó sử dụng hình học thì nó mới ra. Cách ý chúng ta sẽ nghĩ sau. Câu 50, tưởng chừng câu này khó nhưng thầy cũng không nghĩ đến mức quá khó, tại vì thầy cũng đã bấm ra rồi. Các em có giải, em có thể đặt, hoàn toàn có thể theo cách giải cổ điển, em có thể đặt T là căn bậc 8 của cái đống này. Phương trình này nếu bạn nào đã học kỹ hồi năm lớp 10 thì phương trình này hoàn toàn có thể làm được. Em có thể đặt hai ẩn cho thầy, đặt U là căn thứ nhất, V là căn thứ hai, hoặc đặt một ẩn thôi, đặt T là cả căn bậc 8. Em hãy về xem lại những phương trình này ở trong hồi lớp 10, chắc chắn các em sẽ nghĩ được ra số nghiệm ngay. Bài này cố tình gài các số to để khi mà chúng ta can cho máy tính thì chúng ta sẽ ra số nó không ra. À, thế nên là bài này em phải nghĩ đến cái phương pháp là bài đầu tiên là cái giải đó là điều kiện là x lớn 112, x nhỏ 124 kết hợp lại và điều kiện của cái căn này thì là x thuộc trong khoảng này. Chung quy lại các bạn sẽ giải được ra đó là đầu tiên là điều kiện x thuộc trong đoạn này. Cái này lớn không? Các em tự xét được ra cái này và ra cái này nhá. Vào máy tính các em sẽ bấm cho thầy 17. Cái này rất là hay. Và 17 nhá, nhưng mà tự bấm nhá. Do thầy đã bấm rồi thầy sẽ không bấm lại nữa đâu. Cái này là em tự bấm nhá, tại vì ai cũng thầy đã miêu tả rõ thế này rồi là phải tự biết đường mà bấm. Không biết bấm thì bảo cái đứa bên cạnh nó bấm hộ cho. Thì đây là cái cách gọi là gì ấy nhỉ? Thôi ăn may thôi đi nhá. Để dành cho các bạn nào mà thôi cố gắng 7 8 điểm mà câu này vẫn bấm được thì cố. Chứ không phải là cách, nhưng mà cách này mà giải bằng tay ra thì cũng lâu phết đấy, không kém phần long trọng đâu mà câu 50 rồi. Thầy nghĩ được ra là tốt rồi. Như vậy em bấm cái này cho thầy, em cho start ấn bằng này, cho start 512 N124. Lấy cái này trừ đi cái này chia 20 ra 25,6. Các bạn dò kiểu gì các bạn sẽ dò ra ba nghiệm, một nghiệm đẹp là 768. Nó hay ở chỗ ý đấy. Và có một nghiệm nằm trong khoảng từ 512 538 và có một nghiệm từ 998 đến 1024.
Em cứ bấm ra đi. Tại sao thầy biết là có môn hiệu trên đoạn này? Thầy thấy từ số này sang số này thì máy tính nó đổi dấu, Fx nó đổi dấu, nó chạy qua không. Theo lý thuyết lớp 11 thì F tại 512 và F tại 538 mà trái dấu thì kiểu gì giữa hai nghiệm này, hai khoảng này có môn nghiệm. Tương tự như vậy cho 998 và 01024 chắc chắn có môn nghiệm. Nhưng cái này cũng hơi ăn may đấy nhá. Thầy nói thật là hơi ăn may đấy nhá. A hi hi, nếu may mắn ăn may thì được. Còn nếu mà giải cẩn thận thì thôi. Nhưng mà trong giờ phút ý thì phải nghĩ ra nhiều cách chứ. Đúng không? Đấy. Như vậy cơ cấu 49-50 nghĩ ra thì vẫn trong đề Hà Nội thì thực ra vẫn làm được. Như vậy còn lại một vài câu hình khó và một vài câu đồ thị khó. Chúng ta sẽ bớt lại để sang trong phần hẹn gặp các em trong phần video số 3. Các bạn nhớ chưa? Đấy, được chưa? Đấy, sau khi cái phần video số 2 thầy đã phân tích một cách hết sức gọi là chi tiết và cẩn thận rồi. Được chưa? Thì chúng ta thấy rằng là nó thực sự đề rất là có cái gì đó, nó rất là thú vị đúng không nha, rất là hay. Xin chào tất cả các em đã theo dõi bài giảng, hẹn gặp các em trong phần video tiếp theo. Cảm ơn các em đã luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ đến bài giảng của thầy Nguyễn Công Chính. Thầy chúc cho các em luôn luôn học tốt và có một kỳ ôn tập, kỳ thi thật là thành công. Hãy cố gắng lên. Yes, chayo, cố gắng lên.